tin nóng cô chú anh chị ơi. Buổi sáng ngày 9 tháng 9 thì một cái cầu ở khu vực Phú Thọ đã bị sập và hiện tại chưa có thống kê được thiệt hại về người cũng như là tài sản. Hiện tại thì cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc để mà kiểm tra và cứu hộ. Tình hình hiện tại thì đang rất là căng thẳng nha. Và đây là cái hiện trường đang diễn ra. Đi vào đi, không là nó sập đấy. Ôi. Mình vừa mới qua cái thì sập. Phúc tổ luôn. Phúc tổ. Em với bác em vừa đi đến đây cái này thì thấy sập huỳnh cái. Chết nhiều người ấy. Nhiều. Sập cầu rồi bạn. Sập rồi. Chết rồi. Em nhìn qua gương là em đã thấy rơi hết xuống rồi. Em vừa mới đi đến đây mà. Thằng công tơ Phúc, à? Phúc tổ em luôn. Đằng trước có nhiều xe không? Đằng này là rất là nhiều. Rất nhiều. Em chạy nhanh mà em chạy đến đây cái em thấy sập rình à? Cam nhưng mà không có cam sau. Em này em đi từ đằng kia lại. Cái máy đang đông đúng không? Có. Ôi giời ơi. Ô tô tải này, xe máy này có hết mà. Ôi thì chết tận. Này, mảnh nước lũ này không sống à. Chết nhiều. Vâng, em vừa mới đi qua cái thì sập. Bao nhiêu xe ấy? Nhiều xe lắm, rơi hết xuống sông rồi. Sập cầu rồi. Ôi. Phúc tổ mình luôn. Quá đỏ luôn. Phúc tổ cháu luôn đấy. Ôi nhiều người rơi xuống sông lắm. Sập cầu rồi. Rồi hết xuống đây rồi. Cháu với bác cháu vừa đi đến đây này. Đã thấy rình cái là cháu nhìn qua gương. Có xe máy, xe tải này, xe con này. Xe máy, xe tải. Tất ở dưới này. Tôi vừa mới phát hiện được con bà bí vào đi. Ôi. Vào đến đây. Vừa đến đây thì xong sập. Nhiều xe lắm. Nhiều. Coi như là đi đến đây không phanh kịp nữa phải không? Cầu Phong Châu Trang ơi. Sập rơi nhiều xe lắm. Ôi sập cầu Phong Châu. Đi qua đi qua đây. Nhìn thấy gì không em ơi? Đây này, sập hết rồi này. Sập gần hết cầu. Đi vào. Ừ, anh vừa mới đi hết cầu cái thì sập. Quá mạnh luôn. Nhiều. Cả hướng này lẫn hướng kia nhiều mà. Em nhìn qua cái gương chiếu hậu là em thấy là một xe tải to rơi. Vừa đến đây cái thì sập rình cái thì mới dừng lại. Nước hết rồi. Đây này. Nước hết rồi. Đi vào đây. Mọi người ơi, cái chỗ ông dân quân ơi, ông dân quân mọi người đi vào đi. Này chắc phải đánh cào cào cào. Cào đi cũng có được chết người bây giờ đấy. Mẹ tôi vừa thoát chết đây này. Ôi. Ở cầu Phong Châu nhá. Cầu Phong Châu sập. Đây là nhiều người
chết khá khá người đấy. Rất nhiều xe, tức là em vừa mới đi qua khỏi cầu Phong Châu cái thì sập, và đằng sau em và đi đối diện em rất nhiều xe. Ôi đúng không ngờ nhỉ, bác cháu mình đúng phúc tổ luôn. Đây cháu với bác cháu là vừa đi đến đây này thì sập. Vào đến đây rồi thì sập. Đi ô tô. Cầu Phong Châu ở Phú Thọ sập và rơi rất nhiều người, mới cả xe. Sáng 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Thời điểm cầu sập, có phương tiện lưu thông trên cầu nên nhiều khả năng cao đã có người và phương tiện gặp nạn. Nhiều nhân chứng cho biết khoảng 10 giờ sáng trước khi cầu sập có nhiều phương tiện đang lưu thông, bỗng nhiên cầu rung lắc và gãy đổ xuống sông. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 phút, cầu đã sập xuống và nước sông cuốn trôi đi. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ. Cầu được xây dựng với kết cấu dàn thép, có chiều dài gần 380m. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Chào Dung. Mọi người chia sẻ cho em với ạ. Cũng nhiều người đấy em ạ. 30-40 người. Không ai ra đấy cả, về hết rồi. Mọi người chia sẻ cho em với ạ. Để cho nhiều người biết ạ. Cầu này là cầu Tam Nông. Ở Tam Nông, Phú Thọ. Nối liền Tam Nông và Lâm Thao. Sập cầu rồi, người ta đang lưu thông, xe đang đi mà bị sập hết rồi, chìm hết, không thấy dấu tích gì đâu nữa, chìm hết rồi, cuốn đi rồi. Lúc sập là vẫn có xe mà mọi người vẫn đang đi, vẫn là giờ các nhiều người lắm mà lạ. Cảm ơn bạn Chí Phạm nhé. Nói chung là bây giờ chưa vớt được ai nên là cũng chưa biết được. Đấy, bão đi qua, vừa bão đi qua xong thì
khổ thân. Nói chung về nhiều người cũng hết. Hút xuống. Chứ bây giờ mưa lũ nó phải cột xuống. Sập cầu Phan Châu nhá. Bạn ơi, sập cầu thì làm sao ai thoát được bạn? Rơi xuống chỉ mong là cứu được ai được cứu thôi. Nó hút hết gan chân của người, gốc chân. Vâng, cảm ơn các bạn nhé. Ở Tam Nông bạn ơi, Tam Nông Phú Thọ nhá. Nó cắt nó phải trô chỗ rồi chờ chân cầu nó chặt sập à. Nó dốc ở dưới nó chặt sập à. Vâng ạ, Phú Thọ sập cầu khổ lắm anh ạ. Đi đón cô ở ngoài này chị ạ. Sập cái cầu này tới đây là nhiều sập cầu. Biết bơi cũng khổ. Biết bơi cũng sống khó sống thật ấy, vì nước lũ quá to á. Có cano cứu hộ rồi. Có cano cứu hộ rồi nhá. Sập hết chưa? Hết thì có đâu nữa. Hồi lúc mọi người sập mà ra đây đông kinh khủng luôn ý. Chẳng ai muốn làm ấy. Không, một xe khách đâu bạn ơi. Một xe khách nhá. Bên kia không biết. Mọi người, nhưng mà ở đây không có xe khách ạ. Vớt được một thằng đánh chân. Sư ký lúc ai ạ? À, ký lúc hai người rồi. Mới ký lúc hai người nhá. Đúng rồi. Muốn muốn quay cho mọi người dưới nước quá nhưng mà không chủ nhà không vào nữa. Số đỏ. Gãy chân à? Phải gãy chân à? Gãy chân. Có mất xe, trôi mất xe. Ôi trời, cái xe còn người. Chưa biết thiệt hại bao nhiêu người ạ. Đúng rồi ạ. Người còn... Bởi vì là... Đi đâu rồi? Lâu quá được không ngại? Sập cách đây chắc 2 tiếng. Đâu đây? Cô hôi cho sập rồi. Chưa thống kê được ai nhá. Chưa nghĩ bao nhiêu người, nó đông quá. Bởi vì chưa vớt được ai, nước chảy quá xiết luôn ấy. Nhiều comment quá mình không đọc hết được ấy. Đúng rồi, có bóng châu Phú Thọ này. Quay thi hổng vừa khổ quá. Chả hết ai người nhà. Hết được về nhà rồi. Còn có một tháp mà lo gì. Nhưng mà còn một tháp ngập ghê lắm. Không hề nhìn thấy gì luôn. Bao nhiêu người xuống, không biết bao nhiêu người rơi xuống. Quá nguy hiểm. Bây giờ đứt đôi cầu rồi. Bên kia còn bên này sập hết ở đâu nữa. Bây giờ đi trên đường làm sao mà thống kê được hết bạn. Cầu Trung Hòa sập chưa? Cầu Trung Hòa xuống cấp quá rồi. Nguy hiểm lắm, điện cầu Trung Hòa nguy hiểm lắm. Phú Thọ lần này thiệt hại nhiều quá. Phú Thọ thiệt hại nhiều nhất rồi. Đúng rồi. Người thấy bà không có xe khách, chỉ có xe công với lại xe con thôi. Với lại dân, người dân ấy. Chia sẻ cùng Phú Thọ, vâng cảm ơn bạn nhé. Có rất nhiều ô tô nhá, nhưng mà không biết là bao nhiêu người. Đấy, vừa bảo thấy có xe khách. Làm gì đã xác định được bao nhiêu người, chỉ nhìn thấy xe đâu chứ. Quan trọng trên xe bao nhiêu người. Đấy, làm gì chưa xác định được. Bây giờ chỉ có xe khách, thấy mọi người có xe khách đây. Đi ông lái xe là chứ chắc rồi. Người ta chỉ nhìn thấy là cái xe ý rơi. Chứ làm sao người ta xác định được là một xe là bao nhiêu người. Đôi cầu chính đường rất nhiều. Có rất nhiều xe. Đúng rồi. Có 2 xe khách nữa. À, có 1 xe khách nhầm. Nước đang mưa lũ sâu mà. Mà không biết xe bao nhiêu người. Đang mưa lũ sâu mà. Vẫn là 2 người à? À, tìm... Các idol các kiểu ra livestream các kiểu hết. Ngập hết rồi. Cây xăng ngập rồi đây. Càng ngày càng dâng cao. Đằng kia nó là một cái mô đất rộng như thế mà giờ thấy còn được vài cây nữa. Cây nó trôi đi hết rồi. Mọi người đổ ra đây xem. Nói chung là trong tầm kiểm soát an toàn. Cầu này là cầu Phong Châu ạ. Chào em Thiệu Quang Quyết nha. Cầu này là được gần 30 năm rồi ạ. Để cho anh ấy nha. Nước sâu khoảng 6-7 mét ạ. Sao Nga hiếm. Cầu này sâu khoảng 6-7 mét. Nên là mọi người chia sẻ để cho nhiều người đi hướng lên Phú Thọ để biết nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chào Nguyễn Giang.
đây nói được vài ba cơ đâu đó. Mọi người chia sẻ để cho nhiều người đều biết là cầu này là cầu ở Tam Nông Phú Thọ, sập lúc hơn 10 giờ sáng nay, bây giờ sập được một tiếng rưỡi rồi, khoảng một tiếng rưỡi rồi. Nếu anh đi sập ở cái cầu này đúng rồi, có nhiều người bị rơi xuống nước lắm ạ. Con số thì em không biết chính xác đâu, nhưng mà nhiều người dân ở đầu cầu bảo là nhiều người rơi xuống nước lắm, nên là em mong mọi người là chia sẻ để cho nhiều người đều biết để tránh đường đi lên Phú Thọ. Thế thì may quá rồi. Ôi, thế còn chậm đấy, bà con lên đến nơi bà con đứng kín rồi, không có chỗ. Rất là nguy hiểm nhá. Thế anh em từ Hà Nội về thì đi cầu Vĩnh Phú nhá, về đến Việt Trì nhá. Còn cầu Phong Châu thì phải biết bao nhiêu ngày nữa mới đi được. Chắc chắn là phải 3 nhịp. Chào Bùi Việt Anh nhá. Hai phần kia. Đây em bà con chia sẻ cho người thân biết, nếu mà đi từ Hà Nội về thì đi qua cầu Vĩnh Phú, bắc qua Việt Trì nhá, bắc qua sân Tây, sân Tây bắc về Việt Trì nhá. Còn cầu Phong Châu thì không biết bao giờ mới có thể hoạt động lại được. Xin chào chị Trang Việt nhá. Còn sợ quá bạn ơi. Quá sợ luôn. Năm nay gần 40 tuổi mới được chứng kiến cái cầu to và hoành tráng này mà bị sập. Đây ông nào mình có cấp sạc bố này đó, bố đi qua sáng giờ. Nhìn tù rất bây giờ đâu. Thế bảo rơi mất một cái xe ca và mấy cái xe ben ạ. Bây giờ vẫn chưa thống kê được. Nhiều người bảo là rơi mất một số cái xe ca xuống với cả mấy cái xe ben đấy. Còn mình lên sau thì mình cũng không biết, chỉ nghe kể lại vậy thôi. Quá là nguy hiểm. Người thì bây giờ không biết bạn nhá, bỏ mấy cái xe rơi xuống sông thôi. Còn người giờ này không biết nó đã bơi vào bờ được chưa, hay là thế nào thì cũng không biết được. Nhưng mà sông núi nhá. Về quê đi, đi cầu Vĩnh Phú bạn nhá. Cái này cầu Phong Châu thì không thể đi được. Vừa mới ngủ dậy thì vợ bảo là cầu Phong Châu sập lên luôn chị ạ. Chứ cũng không biết thì. Phát được không nhỉ? Hay chị quay rồi? Phát trực tiếp được không? Được. À, có mạng không? Mạng kém. À, thế mà không phát được không? Kém không phát được. Không phát nổi. Mạng 4G thì không lên được. 4G không lên được. Nó lúc đầu thì ấy, bây giờ công an nó đến nó cắt mẹ mạng. Mạng kém quá. Nhiều người quá nó nghe. Nhiều người quá nó nghe. Quá rồi mạng quá. Còn lúc đầu thì bọn phát suốt đấy, lúc 10 giờ. Phát là mầm rồi. Đúng rồi, đứng xuống đi cháu. Vỡ kính. Vỡ ơi. Vỡ ơi. Không có tìm mạng. Quay cho chóng xuôi. Bố quay video và bố đăng. Đúng rồi, quay video về xong đăng. Quay video được á? Ờ, quay video được xong rồi về úp lên. Thôi có nên đúng là giỏi mà mẹ đưa tiền lên điện thoại của ở diễn nữa. Xe khách ở trong xe khách có 3 người. Ừ. Ta công ty ông nhân.
Cá kia moi được đồ lên kia rồi à? Sao? Kia. May. Từ giờ 6 giờ đến 7 giờ. Làm mồi. Giờ thì có cái gì nữa? Vừa lên vào chôn. Ở chỗ chị là cầu, cái cầu Vông Châu nó bị sập em ơi. Chết. Huệ ơi. Bị sập cầu Vông Châu. Bây giờ mà xuống mà ô tô mà còn khóa chốt cửa nên thì chịu chết luôn đấy. Ô tô nào đi mà chả chốt cửa đấy thì mới nguy hiểm. Không phải riêng ô tô, kính ô tô thì xuống thì không bao giờ mở được nữa, nó xuống nước. Muốn đập 118 người xem. Hả? Cũng vẫn chưa biết là thất thoát là bao nhiêu đâu em ơi, tại vì cầu nó rơi xuống không biết là bao nhiêu xe ô tô và bao nhiêu xe máy và bao nhiêu người trên đấy đâu. Vì là nước nó chảy xiết quá. Vì là nước nó chảy xiết quá, không chưa biết là bao nhiêu ô tô rơi và bao nhiêu xe máy và bao nhiêu người đâu. Cái của bà kia là con hay là ai? Lúc này là có một cái xe máy là có hai thanh niên là nó bám được vào trong cây, thế là lên được, là được hai người. Với cả một thằng cu nó rơi xuống từ lúc 10 giờ là nó bám vào cái cầu rơi đấy, vừa mới cứu lên xong là người không việc gì, không ướt. Là từ lúc đấy là được ba người. Tại vì là cũng không vào được, công an nó nhiều cũng không vào được. Bao nhiêu người rồi? Nó cấm nhưng mà có bố cũng gào rồi. Cấm chưa? Cấm hết chứ, cấm cho xe không vào đâu. Xe con sẽ ấy không phải đi được khác. Cảm ơn bạn Tuấn Tâm nha. Cảm ơn Thùy Linh. Có ai tư liệu rồi? Ở Phú Thọ bạn ơi. Cầu Vân Châu ở Tâm Nông. Đang hết rồi. Ở Tâm Đông Phú Thọ nha anh Nguyễn nhá. Hai tỷ nữa. Rơi xuống thì nó bố được một tre. Mày đấy, nó mày. Nó được vào đây là lên là cũng vẫn chưa biết đâu đố quân ơi. Chưa biết là thiệt hại bao nhiêu người và bao nhiêu xe đâu. Tại vì cả một cái cầu dài đấy bạn. Ừ, đi qua cầu xong mà cầu bị sập là rơi bạn ạ. Rồi tất cả sắt là chìm đấy. Tất cả mái luôn.
cho chị 200 được. Ấy, xin như cháy à? Toán này bà còn vớt được tiền đấy, sao có ấy? Bảo thêm mấy. Cứu hộ đấy, chữa cháy. Cháy. Biết là chữa cháy nhưng mà là người cứu hộ. Lặn hết cả lặn. Không, người giỏi đã lặn được hết chứ. Thuê người lặn chứ. Thầy ý em bảo ngay đến lúc mà xe nó rồi. Thầy thợ lặn đấy, gọi là đùa. Thầy thợ lặn rồi. Ít nhất là xung quanh. Đây là thợ lặn đấy. Trung tâm thì không biết thợ lặn như thế này. Đây là thợ lặn. Vì là nước nó chảy quá xiết. Lặn gì đâu, thợ lặn ở trong. Nước chảy xiết lắm các bạn ạ. Lặn mãi đâu được, lúc mà mấy ngày sau là câu được. Anh đây cũng chẳng biết được, giờ đấy là quá ít, giờ đây là phòng cháy chữa cháy chứ đây là nó cầu Phong Châu ở Phú Thọ nha bạn ơi. Bây giờ thay lượt nhau mà đoạn đi đấy vài ngày. Vài ngày không thế là bắt đầu về như cái chạy một kia giống những cái tuyến cầu á. Có cái gì đâu, chợ nó khó đấy. Cái mảng cho để đi. Hỏi thế, đừng hỏi là xe khách rồi không. Ấy, người thì bảo có, người thì bảo không, thì mới có. Nói như này. Cái này. Đấy, xe khách là lo. Bộ đội đấy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Người muốn bao nhiêu người trong nhà nó chở cứ chở người đi chứ ôi ôi tì vào mái mà nó chạc tắt hết bụng rồi đúng người như chạc thì ai chứng biết hả còn có đúng người như chạc thì ai chứng biết cấm bây giờ nếu mà họ không cấm thì để ùa vào thì làm sao mà làm được làm sao làm việc được. Họ đưa quân đến rất là đông nhưng mà chưa thấy. Cảm ơn bạn Lan Hương nhé. Vẫn chưa tìm được người đó bạn ơi. Mới cứu được có 3 người thôi. 3 người vẫn còn sống. Lần này 3 người gần bò. Chỉ đóng bà đá bây giờ mới lên rồi. 3 người là một người, 2 thanh niên đi xe máy. Của Phong Châu. Đây là bám được vào cây thì vẫn còn sống với một người. Bám ở trên cầu, bám ở dưới cầu rơi ấy. Là người không sao. Chân ướt à? Vâng. Bị sập cầu Phong Châu bạn vùng cao ơi. Chứ người à. Phát được cái nào mình phát là tí tập tịt. Đây là TikTok. Bên TikTok. Có người em. 189 lắm. Thế cơ nhá. Đội này gọi là đội chuyên đương nhỉ? Đúng rồi, chuyên lặn đấy. Còn cái đội lúc này xuống thấy mặc áo phao không mà. Kia là chuyên tớ lặn kia kìa. Đấy. Đội này xe vừa mới đến đấy. Mặc áo phao một loạt xong rồi thấy vẫn khô lắm. Thế chạy xuống chạy lên cũng nguyên chi. Cũng không biết là được bao, cũng không biết là mất bao nhiêu người đâu bạn ơi. Thì vì là bây giờ cũng vẫn chưa thống kê được đâu. Anh phải ra kia thông báo. Công an đi. Cứu hộ xuống rồi nhé bạn ơi, bạn Nguyễn ơi. Cảm ơn bạn chị Nguyễn nhé. Người bên kia đi lại bên này thì ba bên kia bao nhiêu xe.